Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết tắt trong Word bằng cách sử dụng tính năng AutoCorrect. Đây là tính năng khá hay và hữu ích, giúp bạn thiết lập cỏ tắt cho một cụm từ xuất hiện nhiều lần trong văn bản, qua đó giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn khi soạn thảo văn bản trong Word. Để viết tắt, bạn phải thiết lập trên AutoCorrect. Bạn làm theo các bước sau đây. Đầu tiên, các bạn vô tab File. Sau đó các bạn chọn vào mục Option này. Lúc này một hộp thoại là Word Option xuất hiện á. Các bạn sẽ chọn vào mục Root File này. Rồi các bạn chọn vào mục AutoCorrect Option này. Lúc này một hộp thoại là AutoCorrect xuất hiện á. Thì tại cái mục Replay á, thì các bạn thiết lập từ gõ tắt. Còn tại mục Width á, thì các bạn thiết lập từ đầy đủ. Giả sử như ở đây tôi muốn viết tắt từ Ủy ban Nhân dân á, thì tôi sẽ thiết lập từ viết tắt ở đây. Tôi viết là Ủy ban Nhân dân. Còn chỗ viết này tôi sẽ thiết lập từ đầy đủ. Ở đây là Ủy ban Nhân dân chẳng hạn. Sau khi tôi đã thiết lập từ viết tắt xong rồi á, tôi sẽ bấm S để thêm từ viết tắt này vào. Và OK. OK. Bây giờ tôi thử gõ tắt từ tôi đã thiết lập trước đó. Giả sử đây tôi gõ là Ủy ban Nhân dân, sau đó tôi cắt ra. Thì lúc này các bạn thấy từ tôi viết tắt nó đã hiện đầy đủ. Thì các bạn muốn thiết lập từ nào á, thì các bạn chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Giả sử như ở đây tôi muốn thay đổi từ Ủy ban Nhân dân á thành Ủy ban Nhân dân xã, thì tôi làm như sau. Tôi vô tab File này, chọn mục Option, sau đó chọn vào tab Root File này, chọn vào Auto Red Option. Rồi tại mục Replay á, tôi sẽ gõ là Ủy ban Nhân dân á. Ở đây tôi gọi là Ủy ban Nhân dân xã chẳng hạn. Sau đó tôi bấm vào Replay này. Yes. OK. OK. Thì lúc này các bạn quan sát này, bây giờ tôi gõ là Ủy ban Nhân dân á, tôi cắt ra thì nó hiện là Ủy ban Nhân dân xã. Đó là thay đổi nội dung. Còn nếu mà các bạn không thích cái từ gõ tắt đó nữa thì các bạn có thể xóa nó đi. Các bạn cũng làm tương tự, vô File, chọn vào Option, chọn vào tab Root File, AutoCorrect. Bây giờ các bạn sẽ chọn vào từ bạn muốn xóa, chẳng hạn như Ủy ban Nhân dân này, tôi chọn vào. Sau đó tôi chọn vào mục Delete. Đó. OK. OK. Thì lúc này các bạn gõ là Ủy ban Nhân dân, cắt ra xuống dòng, nó không có hiển thị nội dung như lúc nãy nữa. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách thiết lập từ gõ tắt trong Word. Cảm ơn bạn đã theo dõi.